đừng góp nhập hay là thêm mắm thêm muối vào cái câu chuyện của bạn, thì cái điều đó là mình nghĩ hoàn toàn không cần thiết. Xin chào mọi người, thì xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình có một cái view quay phim nó đặc sắc hơn, nhiều màu sắc hơn ha. Hôm trước thì mình quay cái video kia nó hơi gấp, nên là mọi người cũng thấy là cái chất lượng video nó không có hoàn hảo. Nhưng mà rất là cảm ơn mọi người vì đã có rất là nhiều câu hỏi được đặt cho mình. Các bạn hỏi về hồ sơ của mình đến với Viên Uni thì cần phải có những gì, bài essay của mình thì bài essay của mình cần phải viết như thế nào để cho nó ấn tượng ban giám khảo. Thì hôm nay sẽ là một video mình sẽ trả lời hết tường tận cái câu hỏi đó luôn. Ok, bắt đầu thôi. Rồi, ok, thì mình sẽ nói sơ qua là bộ hồ sơ của mình. Tối thiểu thì chúng ta cần phải có những gì. Đầu tiên chắc chắn không thể thiếu đó chính là thông tin cá nhân ha. Chúng ta phải chuẩn bị thông tin cá nhân của mình, mình học trường gì, số điện thoại của mình, của bố mẹ mình hoặc là người giám hộ cho bạn ha. Thứ hai đó chính là thành tích học tập của bạn ha. Thành tích học tập của bạn thì nó sẽ chia ra làm hai phần. Thứ nhất là thành tích học tập của bạn ở một những cái rất là cơ bản như là điểm GPA của bạn 3 năm cấp 3. Và ngoài ra thì các bạn nên chuẩn bị luôn cái transcript là cái học bạ của bạn, để mà ở cái trang cuối thì bạn sẽ phải upload cái học bạ của mình lên. Cuối cùng nữa thì đó chính là nếu mà bạn có thi những cái kỳ thi chứng chỉ quốc tế như là IELTS, SAT hoặc là những cái bài thi mà học sinh giỏi hoặc là được giải Olympic, thì các bạn cũng nên upload nó cùng với cái thành tích học tập của bạn ha. Thứ ba đó chính là bài essay. Đây là một phần cực kỳ quan trọng đối với cái vòng đơn này, đối với cái vòng tuyển sinh đầu tiên này ha. Thì bài essay thì mình sẽ nói kỹ hơn ở cái phần sau của video. Rồi, chúng ta sẽ đến phần thứ tư, và đó chính là cái thành tích ngoài học thuật của bạn ha. Đối với mình đây là một thành tích rất là quan trọng, vì đây chính là cái lý do mà đã đem mình tới Viên Uni. Thì nếu bạn có những cái thành tích gì ngoài học thuật, ví dụ như là hoạt động thể thao, hoạt động đội nhóm, sự kiện hay là các cái dự án tình nguyện hoặc là mỹ thuật gì đó, thì bạn hoàn toàn có thể apply, bạn hoàn toàn có thể add vào cái phần này ha. Và mình sẽ để cái link ở đây, và mọi người sẽ thấy là vì sao cái phần này rất quan trọng đối với bản thân mình là một cái học sinh không có cái thành tích học thuật quá cao và quá xuất sắc. Ok, và phần cuối cùng đó chính là phần thứ 5, và đó chính là phần thông tin của người giới thiệu của bạn. Những người này có thể là thầy cô hoặc là người sếp của bạn nếu bạn đã đi làm một thời gian. Thì Viên Uni sẽ yêu cầu bạn cần có hai liên hệ của những cái người này ha. Và đó cũng chính là các yếu tố, cũng chính là những cái điều mà các bạn có trong cái bộ cần có trong cái bộ hồ sơ của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo bước qua phần 2, đó là cái CV. Tiếp theo đó chính là thành tích học tập. Các bạn đã apply vào trường đại học đúng không? Thì có nghĩa là cái thành tích học tập ở cái năm cấp 3 của mình rất là quan trọng. Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa rằng nếu bạn học không quá tốt. Ở đây mình nói là nếu mà các bạn học được cái điểm không phải là xuất sắc ha, bạn vẫn có thể apply vào Viên Uni và không cần những thành tích quá cao như vậy ha. Đương nhiên là nếu mà bạn có được một cái thành tích cao thì đương nhiên cái khả năng bạn nhận được học bổng và gây ấn tượng với lại người chấm điểm chắc chắn sẽ rất là cao rồi. Một phần cũng quan trọng không kém trong cái bản CV này của mình đó chính là những cái thành tích ngoài học thuật mà hồi nãy mình có nói đến trong cái bộ hồ sơ mà các bạn phải có. Mình có rất là nhiều thành tích về thể thao. Như ví dụ đây, các bạn cũng có thể thấy ha, mình có rất là nhiều thành tích về thể thao. Thì mình dành cả hơn gần một nửa trang CV của mình là cho những thành tích về thể thao. Vì mình muốn cho Viên Uni thấy rằng mình học được gì, những cái trải nghiệm về thể thao của mình và cái con đường tương lai của mình nó cũng gắn liền với cái lĩnh vực đó. Nên là mình rất là nhấn mạnh trong CV, trong essay hay là trong cả một cái bộ hồ sơ của mình luôn. Thì những cái gì liên quan đến thể thao nhất thì mình sẽ rất là ưu tiên cho nó. Ngoài ra thì nếu mà bạn có những thành tích về mỹ thuật, bạn đam mê công nghệ hoặc là bạn đã học được, bạn đã tham dự những cái sự kiện, dự án gì về môi trường, về giáo dục, thì chắc chắn đó là một cái điểm cộng rất là mạnh của bạn nếu mà bạn apply vào Viên Uni ha. Mình thấy có một vài bạn thì các bạn mắc một cái sai lầm, đó là các bạn copy cái CV template ở trên mạng xuống và bạn chỉ chỉnh sửa một xíu thôi, thì cái điều đó làm cho cái CV của mình trở nên rất là quen thuộc. Và nhỡ chăng là cũng có người khác cũng sử dụng cái template giống bạn thì bạn sẽ rất là mất điểm.
Thì với bản thân mình thì mình sử dụng cái phần mềm Canva để mình tự thiết kế một cái bản CV của mình theo tùy màu sắc của mình mong muốn luôn. Chúng ta sẽ đến đến phần thứ hai trong video, đó chính là phần essay và bài luận của mình vào VinUni. Thì mình cần phải có những cái yếu tố gì? Đây là một cái phần mà mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn, và thậm chí là lên tới cả gần 100 tin nhắn luôn. Thì đối với mình thì hôm nay mình sẽ phân tích ra bài luận vào VinUni thì chúng ta sẽ cần có những yếu tố gì, cần có những tiêu chí chấm điểm như thế nào. VinUni sẽ chấm tuyển sinh theo cái tiêu chí đó chính là AACC. Và AACC có nghĩa là Aspiration, Ability, Creativity and Commitment. Và bài luận thì họ sẽ nhấn mạnh vào hai tiêu chí chính, đó chính là Aspiration và Commitment. Có nghĩa là cái đam mê mãnh liệt của bạn đối với một cái ước mơ, một cái mục tiêu nào đó. Và Commitment đó chính là cái bản lĩnh, cái sự kiên cường của bạn trên cái hành trình mà bạn hiện thực hóa cái đam mê này ha. Cái tips đầu tiên mà mình muốn nhấn mạnh với mọi người đó chính là đọc thật kỹ đề ha. Thậm chí là mọi người đọc đi đọc lại 10 lần luôn để hiểu được là mình sẽ kể câu chuyện gì. Và mọi người brainstorm thử trong đầu coi là mình sẽ nói về cái lĩnh vực gì, mình nói về cái câu chuyện gì của mình trong quá khứ để thể hiện hai chữ A và chữ C mà Sơn đã nêu ở trước đó ha. Ok, mình đi cụ thể vào cái bài luận của mình ha. Thì đầu tiên, như mọi bài luận hoặc bài văn khác, mọi người đều cần phải có mở bài, thân bài và kết bài. Ở cái trường hợp này thì mọi người sẽ có một cái đoạn mở bài, hai đoạn thân bài và cuối cùng là đoạn kết bài. Và cái đoạn mở bài của mọi người thì cố gắng làm sao trau chuốt cái những cái từ vựng hay là một cái cách mở bài như thế nào đó mà thật là thu hút người đọc và lôi cuốn cái người đọc đọc tiếp đến những cái phần thân bài của bạn. Trước khi mà vào cái đoạn thân bài bao gồm hai phần, là đây là cái cơ hội để cho mọi người thể hiện được cái sự đam mê mãnh liệt, aspiration của mình, cũng như là cái sức kiên cường, kiên trì của mình đối với cái đam mê đó. Thì trước khi mà mọi người bắt đầu vào cái đoạn thân bài thì mọi người có thể xem lại cái video trước của mình ở đây. Mình đã nói rất là kỹ về cái câu chuyện này. Khi mà bạn muốn viết về một câu chuyện của mình, bạn muốn nói lên, bạn muốn chia sẻ những cái gì về mình thì bạn phải hiểu mình trước. Bạn phải hiểu cái bản thân của bạn muốn gì, bản thân của bạn muốn thể hiện cho mọi người thấy điều gì. Thì video này mình đã nói rất là rõ ha. Mình nghĩ sẽ không có một cái kỹ thuật nào hết, nhưng mà cái tầm quan trọng của cái việc hiểu rõ bản thân bạn sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng để bạn thành công ở cái đoạn thân bài này, cũng là cái đoạn chính của cái bài luận của mình. Và phần cuối cùng đó chính là phần kết luận. Ở phần kết luận thì ban giám khảo sẽ muốn thấy được cái ước mơ của bạn, sẽ muốn thấy được một cái tầm nhìn của bạn. Mình cũng đã nhấn mạnh rất là rõ ở cái video trước là cái mục đích và tầm nhìn của bạn sẽ rất là quan trọng trong cái việc đánh giá của ban giám khảo đối với cái bài luận cũng như là đối với lại cái bộ hồ sơ của bạn. Ở phần cuối của cái video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài cái tips rất là quan trọng trong việc viết một cái bài luận sao cho thật ấn tượng. Và cái tips đầu tiên đó chính là get personal. Có nghĩa là bạn hãy viết cái bài luận này một cách cá nhân nhất có thể, mang tính cá nhân nhất có thể. Người chấm bài họ luôn muốn đọc được những cái tâm tư, nguyện vọng cũng như là cái thái độ của bạn đối với cái đam mê và trên cái hành trình mà bạn đang thực hiện cái đam mê đó. Vì vậy, hãy cố gắng viết cái bài này mang cái tính cá nhân nhất có thể. Đừng góp nhặt hay là thêm mắm, thêm muối vào cái câu chuyện của bạn. Thì cái điều đó là mình nghĩ hoàn toàn không cần thiết. Và cái tips thứ hai đó chính là not too formal. Có nghĩa là gì? Nhiều bạn thì nghĩ rằng bạn cần phải có một cái khả năng viết cực hay, cần phải có một cái điểm văn cực cao để có thể viết được ra một cái bài luận tốt. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Để viết một bài luận tốt, bạn nên biến cái bài luận này thành một cái lời chia sẻ, thành một cái lời tâm sự đối với ban giám khảo, đối với cái người đọc. Và thông qua đó, không quên rằng nhấn mạnh cái chữ A, cái đam mê của bạn, và cùng với đó là cái chữ C ha, cái sự kiên trì bền bỉ của bạn đối với lại cái ước mơ của bạn. Và cuối cùng đó chính là not just what, but why. Thì mình nên cho cái người đọc, cho cái người chấm bài hiểu rằng đó là câu chuyện của mình có ý nghĩa ha. Nên cho họ thấy rằng nếu bạn kể với một câu chuyện quá khứ thì bạn phải rút ra được bài học gì, bạn đã vượt qua những cái khó khăn như thế nào để đến được đây,
bạn đã vượt qua những cái gian nan như thế nào để làm nổi bật lên cái sự kiên cường của bạn. Và nếu bạn nói về một cái ước mơ, một cái hoài bão của bạn trong tương lai, thì bạn phải cho họ thấy được rằng vì sao bạn làm như vậy. Cái ước mơ đó, cái mục tiêu đó có ý nghĩa gì đối với bạn và đối với xã hội. Thì mình cũng chia sẻ luôn là ban đầu cái bản nháp của mình là nó lên tới 1.200, 1.300 chữ lận. Khi mà bạn đã hoàn thành xong cái bài luận của mình thì chắc chắn bạn sẽ phải đi qua 1, 2, 3, 4 lần chỉnh sửa khác nhau. Và bạn có thể gửi cho những người có chuyên môn, thầy cô, hoặc là những bạn bè, hoặc là những cái anh chị mentor ha. Thì bạn hoàn toàn có thể làm việc đó và hãy kiên trì nha. Viết essay là một trong những cái việc mà bạn sẽ phải lặp đi, lặp lại, chỉnh sửa tới, chỉnh sửa lui rất là nhiều. Nên là một lời khuyên cuối cùng là hãy kiên trì, hãy kiên nhẫn, kiên trì lên nha. Và một điều cuối cùng đó chính là mình quên nhắc với mọi người rằng không được sai chính tả nha. Mọi người có rất là nhiều thời gian để chuẩn bị, mọi người có rất là nhiều thời gian để nhìn tới, nhìn lui. Các bạn có thể bỏ lên Grammarly để các bạn check chính tả, và cái việc sai chính tả là không được phép trong cái bài luận này nha. Cuối cùng thì nếu mà bạn đã nghe tới đây thì mình cực kỳ biết ơn bạn. Và mình rất là cảm ơn bạn đã dành cho mình một cái khoảng thời gian để mà bạn xem hết video này. Và nếu bạn có bất cứ một cái thắc mắc hay một cái yêu cầu gì và hỏi thêm mình bất cứ một cái câu hỏi gì thì bạn hoàn toàn có thể comment ở bên dưới. Và hãy cho mình một like, một comment, một subscribe để mình đem lại được nhiều giá trị hơn cho mọi người. Thank you và bye bye.